Ui xa. Ui xa. Loki ơi. Ui xa ôi mày. Châu vô mày. Đúng như một như một cái con gọi là gì luôn. Rồi rồi, đất nó khô thì tí nó rồi nó cũng sẽ rụng ra. Ghê gớm thật. Kìa. Chú. Có ai nhận ra thanh niên Loki không? Nhìn cho. Ui sợ, già nghịch đất. Cỏ quá không thích cọ nhưng mà lại thích ra cọ đất. Cọ đất nó mát. Lucky ra kia là Lucky nào. Nhưng mà đất được cái nó rũ cái là đất nó khô rũ cái thì là nó sạch. Loki, vào đây chơi nè. Đi. Đúng rồi, vào đấy chơi với con Lucky đi. Đừng có ra mà trực trực mà săn mấy con lợn ta nuôi. Mấy con lợn hàng xóm đấy. Hôm nay là lấy giống Loki với lại Lucky. Nào, xích vào bên trong, không bắn hết lông giờ. Rồi, vào bên trong, vào đây. Đã mất công giải cái này ra để cho nó sạch gì thì lại cứ đi ra ngoài. Năm không đi ngồi đó. Đấy, thích nhảy nhảy tiếp. Chưa chắc còn cái nữa chị. Vẫn còn đang sung sức. Sung sức mà nhảy tiếp thì ta cho chúng mày phối tiếp luôn. Chả vấn đề gì cả. Đấy, cái không chịu. Thôi, nó đủ rồi. Cái đấy là cái bản năng của chúng nó. Phối được rồi là nó không cần thêm. Bây giờ cái cục xương nhựa mà nó ra cái màu đấy kìa, nó cũng cắn toang cái cục xương cao su. Loki ơi. Ui sổ ôi mày. Châu vô mày. Đúng như một như một cái con gọi là gì luôn. Rồi rồi, đất nó khô thì tí nó rồi nó cũng sẽ rụng ra. Ghê gớm thật. Có ai nhận ra thanh niên Loki không? Nhìn cho. Ui sợ, già nghịch đất. Đây là gọi là cậu họ. Ui sợ. Ui sợ. Cái cục xương cao su thì nó cũng gặm mất một đầu rồi. Đây. Cỏ quá không thích cọ nhưng mà lại thích ra cọ đất. Cọ đất nó mát. Lucky ra kia là Lucky nào. Nhưng mà đất được cái nó rũ cái là đất nó khô rũ cái thì là nó sạch. Chờ Lucky đợt này. Thôi không Lucky vào trong kia, không ra đây nằm, ra đây nằm bẩn đấy. Vào trong đấy, vào trong cỏ. Vào cỏ nào. Con Loki nó ở bẩn nó ra nô kệ đấy. Bẩn như một con trâu luôn. Trời ơi. Hở cái để tí phải ra kiểm tra con lợn xem là nó có vết cắn nào ở mông không. Chứ ông vờn lúc đầu ông vờn nhưng về sau ông ngoạm mông nó. Nhưng mà lợn rừng da dày thì chắc là cũng không sao. Vẫn là theo kiểu gặm sao mày lại chạy dừng lại cho tao thôi chứ cũng chưa không phải là theo kiểu gặm cắn. Chứ nó cắn thì nó cắn vào cổ. Loki, vào đây chơi nè. Đó. Đấy, giờ nhìn con Loki với con Lucky nhìn khác nhau chưa? Thôi, cục đấy bắn đây toàn đất. Bỏ qua luôn. Rồi. Cho chơi tí để nó nghỉ một tí đi.
Có thích phối thêm thì tí ta cho phối thêm cái nữa, nhưng mà cứ để cho nó nghỉ đi, khi nào nó phải chịu thì mới được. Vừa phối xong đã đòi phối lại tiếp này, đực nó sung mãn nó thế. Nhà thì nhìn nó to ra đây, nhà nhìn nó to nhất làng rồi, không vô địch. So với bọn chó ta thì cứ gọi là gấp mấy lần nhìn con chó khổng lồ luôn. Khổ nỗi là ở nhà lại có con bông với con la mi. Con poodle với con chihuahua thì thôi, nhìn hai con kia to đúng bằng cái to bằng cái đùi của nó, to đúng bằng cái hộp mõm của nó chứ không bằng, không bằng cái mõm. Con poodle thì khả năng bằng con chihuahua. Không bằng, không bằng mõm. Loki ơi, vào đây. Anh vừa nói xong mà Loki không nghe thấy gì à? Anh bảo làm sao? Bảo tí anh ra anh kiểm tra cái con lợn kia, mà nếu mà nó có vết cắn ở mông thì Loki đừng có trách anh. Vẫn ra đấy mà hóng. Loki. Loki ơi. Kỳ ơi. Ôi chết rồi. Thế lúc ra có đóng cửa vào không? Đóng cửa kia. À. Thế là chắc là con cọp nó trèo qua lối bếp nó ra. Lucky là đến bây giờ là tính ra bao nhiêu tháng nữa nhỉ? 2 năm. 2 tuổi rưỡi. Thế đợt này mà đẻ được khi tháng 8 mà, tháng 8 bây giờ tháng 12. Coi như là gần 2 tuổi rưỡi, 30 tháng. Thế coi như đúng 30 tháng, bây giờ tháng 12. 28 tháng 8, chưa được 30 tháng, gần 30 tháng. 28 tháng 8. Tính ra là như nếu mà như thế thì cái đợt này cái lứa này mà đẻ được thì đẹp lắm. Lứa này mà đẻ được thì cho con ra đẹp lắm. Bởi vì con Loki tầm này cũng là cái tầm mà lấy giống tốt nhất này. Đực từ 3 tuổi rưỡi cho đến 6 tuổi. Cái thì từ 2 tuổi rưỡi cho đến 5 tuổi. Đợt này nhìn cơ bắp hơn đợt bên trại kia đúng không? Vẫn thế. Đợt này là để nó người nó hong hong người hơn, là nhìn nó nổi cơ hơn. Với lại đợt này thay lông, lông nó rụng ngắn này. Lông nó rụng ngắn đi, chứ lông ở trên lưng kia là vẫn còn đang lông cũ kìa. Lông ở trên lưng lông cũ, còn lông ở người thì là lông mới rồi. À, người nó đậm hơn đợt ở bên kia là đúng rồi. Vì đợt này nó mới là cơ thể trưởng thành nên người nó nở ngang hơn. Đợt còn ở bên trại nên là đợt đấy là vừa mới chớm bước vào nở ngang. Hai lần thi, hai lần nhìn người nó khác hẳn nhau. Hai lần thi nhìn cái ảnh lại của nó, trong hai lần thi, hai lần nhìn người nó khác hẳn nhau. Lần mà nó thắng cái cuộc thi mà qua cái con Thái Lan sang đấy, là đợt đấy là người nó đã bắt đầu nó nở ngang rồi, nhìn người nó dày hơn hẳn rồi. Còn đợt trước nhìn người nó trông như là con theo cái kiểu như là gọi là gấp rưỡi con Doberman. Loki vào đây nào, Loki ơi. Kỳ. Ờ, Hải. Nằm đấy. Nằm xuống đấy. Rồi, cọ lưng đi. Cọ đi cho nó rơi hết đất đi. Để tí xem là con làm ăn gì không. Làm ăn gì thì làm ăn tiếp. Nằm yên để anh quay đoạn video từ Loki cái nào. Quay săn mặt xem nào. Ờ, nhìn lại sạch rồi đấy. Nằm yên ta xoa chứ. Này vừa mới nhảy lên ra săn con lợn, không thì nhảy lên người anh. Mày nhìn cái giày của anh này, mày nhìn lại cái giày của anh đi. Nhìn lại giày với cái quần của anh xem. Ghê gớm thật. Thôi à, đang thay lông rồi à. Lớp lông cũ trải được thì là coi như lớp lông cũ rụng hết rồi. Bây giờ mọc lông mới rồi, nhưng mà mình không trải. Nhìn nó là hai lớp luôn mà. Loki ra đây để anh nhổ lông nha nào. Ra đây nào. Cầm bóng ra đây. Cầm
Giờ bố ra bố nghịch rồi, nằm ôm bụng xuống đất cho nó mát rồi. Không cần thiết nữa.